Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội văn hóa tâm linh của người dân vùng biển Bạc Liêu nói riêng, các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nhằm tưởng nhớ công ơn của loài cá voi đã không ít lần cứu giúp dân đi biển vượt qua sóng to, gió lớn, bình an nơi biển cả, đánh bắt được mùa. Sáng nay, ngày 24 tháng 2, nhằm mùng 9 tháng Giêng âm lịch, hàng ngàn người sinh sống bằng nghề biển và du khách từ khắp nơi tề tụ tại Lăng Ông Duyên Hải, tọa lạc xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, cùng nhau tổ chức lễ hội Nghinh Ông để cầu may mắn, làm ăn thuận lợi trong năm mới. Hàng chục tàu cá được trang hoàng cờ, phướng, băng rôn, khẩu hiệu tiến ra cửa biển cái cùng để nghinh ông. Sau sự cố chìm tàu ở lễ hội Nghinh Ông tại cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải vào tháng 4 năm 2017, ban tổ chức lễ hội và lực lượng bộ đội biên phòng Bạc Liêu cùng với chính quyền địa phương kiểm soát rất gắt gao những người tham gia rước ông. Chỉ có những người nằm trong ban tổ chức và các thành viên tham gia rước ông mới được phép lên tàu, hạn chế số lượng người và tàu tham gia. Song song với việc làm lễ rước ông từ cửa biển, chính quyền địa phương, người dân, các doanh nghiệp kinh doanh nghề cá còn tổ chức thả cá, tôm con ra biển để tạo sự sinh sôi, nảy lộc biển mới. Mặc dù năm nay cửa biển có sóng to gió lớn, nhưng việc rước ông được thực hiện rất thuận lợi.